bán hàng cái gì không mê mặt ai mê bán hàng và cũng không ai mong muốn là mình sinh ra là mình làm nghề bán hàng à, hoặc là mình có con cháu mình cũng không mong muốn là con của mình làm nghề bán hàng à, trước đây á ti nói với ba mẹ ti là ti ti làm cái công việc là bán hàng à, mình xuất phát thì cử nhân của xuất nhập khẩu cái gì à, ngoại thương xuất nhập khẩu ở bên chuyên ngành về xuất nhập khẩu nhưng mà ti đi ra làm Ti ra trường thì chưa bao giờ làm một ngày nào về công việc về xuất nhập khẩu mọi người. Toàn làm những công việc về lĩnh vực bán hàng thôi. Và ba mẹ của Ti mà nghe về Ti làm về bán hàng á cái gì thì ba của Ti á là cũng hơi bị trùng tâm trạng chút xíu. Và ba nói là thôi kiếm cái công việc gì nó ổn định rồi làm. Tại vì con gái mà cứ chạy ngược chạy xuôi làm lĩnh vực bán hàng thì rất là cực. Có nghĩa là người lớn thì không phải là họ, họ khinh khi nhưng mà họ chỉ sợ con của mình cực thôi. Và họ mong muốn là con mình nữ thì làm công việc hành chính trong văn phòng máy lạnh bàn giấy thì cho nó thích <laughs> nhưng mà lúc đó ti không có chọn cái 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 con đường đó có cái gì mà nhiều khi mình không có sự lựa chọn ngay thời điểm đó luôn à, nghề chọn mình với mình cũng khó chọn nghề lắm mọi người và ti làm rất là nhiều công việc liên quan đến lĩnh vực bán hàng và luyện <laughs> luyện cái kỹ năng bán hàng từ một cái người rất là nhút nhát không dám mở lời mỗi lần gặp khách hàng là mồ hôi của ti là tuôn hết dù là ti không có bị phong thấp nha cái gì nhưng mà mồ hôi mồ hôi con mồ hôi mẹ là tuôn hết luôn cái gì tay là tuôn hết mồ hôi luôn và lưỡi của mình đó, nó bị cứng đơ luôn và mình không thể nào mà mình mình mình, mình chào khách hàng hay là mình mình nói cái gì hết các anh chị và ti đi qua những cái cảm xúc đó và những cái cảm xúc đó cho ti được một cái 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 cảm nhận như thế này nè mọi người à, cho ti được một cái cái kết luận như thế này với những anh chị nào mà mình xuất phát điểm là mình không có nhiều kỹ năng và mình không có nhiều kinh nghiệm hoặc là mình xuất phát điểm á các anh chị Mình không nằm trong cái lĩnh vực bán hàng á các anh chị à, Mình không sinh ra để bán hàng á các anh chị à, Thì các anh chị được quyền tự tin Nếu như các anh chị đam mê và các anh chị muốn chinh phục cái lĩnh vực này Vì những gì mà bắt đầu bằng từ kỹ năng á Thì mình đều có thể rèn luyện được hết các anh chị Còn những gì, những ai mà được mặc định được gọi là tài năng Hay là bậc thiên tài á các anh chị Tôi nói với các anh chị 10 triệu người thì chỉ có một người thôi à, Còn những người bình thường như chúng ta thì những gì được xuất phát từ từ kỹ năng thì đều có đều có thể rèn luyện được hết chỉ khác ở chỗ là các anh chị có mục tiêu để các anh chị rèn luyện hay không các anh chị có mong muốn rằng là mình hoàn thành cái kỹ năng này hay không các anh chị à, với những anh chị nào mà hồi nãy không mình là mình chưa tự tin trong cái việc bán hàng các anh chị mình chưa tự tin đó. thì các anh chị các anh chị hãy mạnh dạng để cho mình một cái cơ hội để mình sống với cái lĩnh vực này để mình hoàn thiện với cái lĩnh vực này và những việc gì mà làm cho các anh chị khơi gợi được cái sự nhiệt quyết và đam mê trong cái trái tim mình á thì ti chắc chắn là các anh chị sẽ làm tốt các anh chị không những làm được mà còn làm tốt cả nhà à, và mình mình phải đặt mình trong cái vị trí và sống trong cái lĩnh vực này ha các anh chị ha và chúng ta không cần chúng ta không cần phải đối kháng với, với những cái nhược điểm của mình hay là những cái những cái yếu tố mà mình chưa hoàn thiện các anh chị và mình hãy sống với nó và bắt đầu mình hoàn thiện à, mình cải thiện cái gì mình cải thiện mỗi ngày mình đặt mục tiêu cho chính mình và mình biết là mình làm cái điều đó vì cái điều gì mình nhận cái sự từ chối này là vì cái điều gì tại sao mình cần phải vượt qua nó à, kỹ năng này mình cần rèn luyện thêm cái gì các anh chị thì ti tin chắc rằng các anh chị sẽ có một ngày viết tên mình vô một cái bản danh sách là những người bán hàng xuất sắc cái gì à, thì đó là cái kinh nghiệm bán hàng của ty cái chị cái quá trình mà trải nghiệm về bán hàng của ti à, và khi mà mình bán hàng được cho người lạ rồi cái gì thì mình rất là tự tin mình bán hàng cho người quen cái gì rất là tự tin cái gì à, và ngày hôm nay là ty muốn chia sẻ cái bí kíp này dành cho tất cả các chị và cái bí kíp này á đó là một trong những cái bí kíp mà ti rèn luyện qua rất là nhiều dự án à, qua rất là nhiều dự án bán hàng nha các anh chị cũng chỉ duy nhất một cái bí kíp này thôi các anh chị à, đó là bán hàng đường thẳng và các anh chị mà muốn học chuyên sâu về cái này á, thì các anh chị có thể lên youtube á, các anh chị search ra bán hàng đường thẳng, cái giáo trình này được xuất phát từ ông Jordan Burford các anh chị, à, một cái người được mệnh danh là sói già ở phố Wall đó các anh chị, à, ông rất là đỉnh, ông đỉnh nói chỗ là ông rèn luyện được cái kỹ năng bán hàng dành cho chính mình, bên cạnh đó nha, ông còn thành lập được một cái đội ngũ từ những người từ những người mà không có kinh nghiệm về bán hàng, những người chỉ là phục vụ bàn hay là những kẻ lang thang, nhưng mà muốn kiếm tiền cái gì, và ông rèn luyện được cho đội ngũ đó trở thành những người bán hàng xuất sắc nhất và bán hàng cho top một phần trăm người giàu của nước Mỹ cái gì, à, và sau này thì ông sản xuất ra một cái giáo trình này và truyền đạt lại cho những anh chị nào, cho những ai mà mong muốn mà rèn luyện về cái kỹ năng bán hàng, và ông có nói một cái câu như thế này cái gì, tôi mong muốn rằng á là cái giáo trình này nó được đến tay với những người tốt những người bán hàng chân chính à, vì một khi mà bạn đã học được cái giáo trình này thì bạn có thể bán bất kỳ cái thứ gì ở trên đời này cái gì và trước đó thì tôi luyện cái giáo trình này với cái lĩnh vực về tài chính cái gì và bán hàng cái này nó rất là cơ bản các cái gì nó có rất là điều có rất là kiến thức nó rất là cơ bản chứ nó không có chuyên sâu gì hết nhưng mà mình áp dụng nhiều cái gì nó trở thành một cái bản năng của mình luôn vậy thì trước khi mà mình đi vào mình bắt đầu vào những cái chi tiết là làm như thế nào thì mong muốn là các anh chị mình định vị được cái tư duy của mình à, mình định vị được cái vị trí của mình vì người ta nói định vị các anh chị nó sẽ quyết định cái địa vị đôi khi chúng ta rất là vội vàng chúng ta đi vào cái cách làm là làm như thế nào nhưng mà chúng ta chưa chuẩn bị cho mình một cái hành trang tư duy chuẩn thì nó làm cho chúng ta rất là mất thời gian và đôi khi cái quá trình làm của mình các anh chị mình trở thành một cái người nó khá là mông lung trong cái hành trình của mình và bất kỳ một cái chương trình đào tạo bán hàng nào tôi cũng chiếu cái slide này đầu tiên các anh chị và tôi cũng chia sẻ về cái slide này đầu tiên dành cho tất cả các anh chị dù đó là cái nghiệp vụ tư vấn hay là cái kỹ năng xử lý từ chối hay là cái kỹ năng chăm sóc khách hàng thì chúng ta đều có những cái tư duy này và thử các anh chị mà có giao lưu với những anh chị nào bán hàng xuất sắc các anh chị thì các anh chị sẽ cảm nhận được rằng ở những anh chị bán hàng tốt bán hàng xuất sắc những người mà đang tạo ra nhân số tốt tại Ruby thì những anh chị á đều có những cái tư duy này nó lan tỏa ra từ trong người luôn á các anh chị nó lan tỏa ra từ trong người từ ánh mắt từ suy nghĩ từ cái cử chỉ của họ và từ lời nói của họ các anh chị à, đầu tiên đó là tư duy tích cực các anh chị chỉ có những người tích cực thì họ mới thấy được những con đường trong những lúc khó khăn các anh chị còn khi mà chúng ta quá tiêu cực chúng ta cứ nghĩ về những cái bức tranh nó màu xám xịt đó các anh chị thì các anh chị luôn thấy nha một cái con hẻm cùng ở bất kỳ một cái con đường nào mình không thấy cái con đường để mình mình đi cái gì nên là những người tư duy tích cực luôn luôn cho mình một cái động lực hay luôn luôn tự nhủ rằng là cố lên và họ luôn luôn vui vẻ để họ đón đầu những cái thử thách cái gì và một cái tinh thần thứ hai đó là tinh thần cầu tiến và ham học hỏi vậy thì với cái tinh thần này nó sẽ giúp cho chúng ta nha các anh chị mình mở lòng hơn ở bất kỳ một cái lĩnh vực mới nào dù các anh chị đã là một người chiến thắng ở ngọn núi trước kia nhưng khi qua một cái ngọn núi thứ hai thì các anh chị sẵn sàng nha mình leo xuống cái ngọn núi mà mình đã leo mình đã đạt đỉnh đó các anh chị để mình đi xuống cái chân núi thứ hai và mình leo lại các anh chị đây là một tinh thần của một người lính mới và tinh thần của một người lính mới các anh chị luôn luôn nhiệt huyết luôn luôn mở lòng họ học hỏi ở mọi khía cạnh ở với những người làm tốt thì họ học bí quyết ở những người mà họ làm với những bạn bè mà làm chưa tốt các anh chị thì họ sẽ học được những cái sai lầm những cái kinh nghiệm À, để họ né tránh ra những cái vết xe đổ các anh chị Và một cái tinh thần thứ ba Trong cái lĩnh vực bán hàng mà các anh chị cần phải có Đó là cái sự nhiệt tình Khi mà mình giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề các anh chị à, Cái sự nhiệt tình à, Ngoài về tinh thần tư duy tích cực Tinh thần ham học hỏi và cầu tiến các anh chị Và một cái tinh thần thứ ba Đó là cái sự nhiệt tình các anh chị Và cái sự nhiệt tình này nè các anh chị Với những anh chị mới rất là nhiệt tình các anh chị Những anh chị mà mới mình tham gia vào lĩnh vực bán hàng vì mình mình chưa có nhiều kỹ năng nên là mình dùng cái sự nhiệt tình của mình mình đối đãi với cái người khách hàng nhưng mà với các anh chị cũ á đôi khi á, các anh chị mình bị bỏ quên cái này trong cái hành trang của mình vì mình có kỹ năng rồi vì mình có kinh nghiệm rồi nên là mình bị giảm cái sự nhiệt tình cái gì mình giảm cái sự nhiệt tình và cái sự nhiệt tình này nha các anh chị cái kỹ năng của các anh chị nó sẽ chạm vào cái lý trí quyết định của người mua hàng nhưng mà cái sự nhiệt tình của các anh chị sẽ chạm vào cái trái tim của cái người mua hàng đó anh chị à và bản chất của cái hành trình bán hàng á nó là trò chơi của cảm xúc cái anh chị nó là trò chơi của cảm xúc ai đẩy cảm xúc của khách hàng lên lên tốt nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng cái anh chị vậy thì đừng bao giờ bỏ quên cái sự nhiệt tình của bạn trong cái bài tư vấn trong cái quá trình mà chăm sóc khách hàng cái anh chị dù bạn đứng ở vị trí nào và đạt bất kỳ một cái kết quả nào trong lĩnh vực bán hàng vì ti từng từng phạm cái sai lầm này rồi mọi người trong một cái thời gian là mình rèn luyện được cái kỹ năng bán hàng nó quá tốt đến mức độ mà trong một cái khoảng thời gian dài ti không nhận được cái sự từ chối luôn cái gì mình không nhận được cái sự từ chối luôn và nó làm cho mình một cái một cái cảm xúc đó, là mình quá tự tin cái gì mình quá tự tin đến mức độ mà mình quên đi cái yếu tố nhiệt tình mới là cái yếu tố mà chạm cái trái tim của người khách hàng cái gì và đôi khi mình chốt được hàng á cái gì nhưng mà nó làm cho mình một cái cảm xúc nó không có đã vì cái mối quan hệ giữa việc mà mua hàng hay là bán hàng á đó, là mối quan hệ giữa con người với nhau mà các anh chị bị thiếu đi sự nhiệt tình á thì các anh chị sẽ không đi lâu dài với cái người khách hàng đó và một cái hành trang thứ tư các anh chị đó là vững vàng trước thách thức các anh chị vững vàng trước thách thức nó sẽ cho các anh chị một cái cảm xúc là các anh chị sẽ vượt qua cái thách thức này một cách rất là nhẹ nhàng à và mình vững cái chân của mình các anh chị mình vững lại cái gì có một cái người đấu sĩ như thế này nè cái gì có một người võ sĩ ông là một cái nhà vô địch và một cái người MC phỏng vấn ông rằng á đó là cái bí quyết gì mà ông trở thành một cái nhà vô địch liên tục qua các mùa giải và ông trả lời như thế này nè cái gì à đó là mỗi lần mà tôi tôi ngã xuống 7 lần thì tôi sẽ đứng dậy 8 lần cái gì đó là một người khá, có một cái ý chí nó rất là vững vàng cái gì và bất kỳ một hành trình nào chắc chắn là sẽ có đường ngã cái gì sẽ có một cái lúc mà chúng ta sẽ ngã thôi nhưng mà quan trọng là các anh chị sẽ vững vàng như thế nào về mặt ý chí của mình mình có cho phép là mình đứng lên hay không à, và một cái hành trang thứ năm cái gì đó là sự đam mê nhiệt tình trong công việc cái gì và cái sự đam mê này nè nó sẽ cho các anh chị đủ sức để các anh chị sáng tạo ra những cái mới à, cách làm nha các anh chị cách làm thì không ai giống ai các anh chị nghe cái người này chia sẻ bí quyết bán hàng các anh chị nghe cách khác và các anh chị nghe cái người khác thì lại là một cái cách khác đó đó là cái sự đam mê của họ trong cái công việc đó. nên là họ có những cái sự sáng tạo và không ai giống ai luôn các anh chị không ai giống ai luôn mọi người và thứ sáu đó là nghị lực vươn lên à, khả năng các anh chị đứng dậy khả năng các anh chị có thể vươn qua bước qua những cái thách thức và mỗi lần mà các anh chị bước qua những cái thách thức các anh chị sẽ học được một cái bài học gì đó rèn luyện được một cái kỹ năng gì đó cảm xúc của chúng ta chúng ta sẽ quen về một cái việc đó chúng ta chỉ nhìn vào những thứ mà mình mất thôi cái gì mình chỉ nhìn quen về những gì mình mất thôi nhưng chứ mình không tập trung để mình nói về những gì là mình được cái gì à vậy thì để mà các anh chị thấy được những gì mà mình được á, các anh chị vượt qua những cái thử thách á, thì các anh chị phải thấy được là vượt qua cái thử thách này rồi, là mình sẽ đạt được cái điều gì cái gì để các anh chị vươn lên các anh chị vươn lên đón ánh nắng để các anh chị có thể phát triển được một cái tầm cao mới trong cái nghị lực bán hàng của mình ha các anh chị ha và yếu tố cuối cùng các anh chị cái hành trang cuối cùng cái hành trang này được gọi là cái cầu nói giữa mục tiêu và kết quả các anh chị cái cây cầu nói được mang tên đó là kiên trì các anh chị và hãy kiên trì với mục tiêu của mình đầu tháng á, là mình phải có mục tiêu là tháng này mình sẽ chinh phục bao nhiêu khách hàng mình đưa ra mình mang về bao nhiêu danh số dành cho chính mình các anh chị và cái mục tiêu đó là các anh chị cần phải giữ cách làm thì mình có thể thay thế cái gì còn đích đến là mình cần phải giữ cho cái gì nha mình có thể thay thế cánh bờm mình có thể là đổi đổi hướng cánh bờm chứ mình không thể nào mà mình đổi hướng được chiều gió ha cái gì ha mình chỉ đổi hướng được cánh bờm chứ đừng bao giờ đổi, đổi cố gắng mà mình đổi chiều gió hay là mình đổi mục tiêu của mình cái gì vậy thì đây là những điều mà chúng ta cần phải định vị trước khi chúng ta bắt đầu cái hành trình bán hàng có rất là nhiều anh chị sai lầm rằng là bán hàng á là hãy luyện cái kỹ năng xử lý từ chối là tốt nhất nhưng mà tôi muốn trao đổi với các anh chị một cái nghệ thuật rằng á, là các anh chị sẽ giảm thiểu cái việc mà xử lý từ chối một cách thấp nhất các anh chị à, vì không ai muốn mình đưa vào một cái dòng là mình phải đối kháng với khách hàng hay là mình phải xử lý từ chối các anh chị à, vậy thì chúng ta cần phải làm tốt từ cái bước là định vị trong suy nghĩ ha, các anh chị ha vậy thì bán hàng đường thẳng á, mục tiêu của bán hàng đường thẳng á, là bắt buộc khách hàng đưa ra quyết định mua hàng và không có sự lựa chọn nào khác các anh chị à, và cái mục tiêu này nha các anh chị cái mục tiêu này á, nó phải trải qua rất là nhiều sự chuẩn bị chứ không phải là đưa ra một cái 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 bài tư vấn vài gạch đầu dòng về sản phẩm sau đó là yêu cầu cái người khách hàng là mua hàng nha các anh chị và đây là mục tiêu của bán hàng đường thẳng và khi mà các anh chị luyện được cái kỹ năng này nè các anh chị dù là các anh chị tele sale hay là các anh chị bán hàng trực tiếp à thì các anh chị đều có khả năng giúp cho người khách hàng đưa ra quyết định mua hàng, các anh chị. Và đây là mục tiêu của chúng ta, các anh chị. Vậy thì trong cái tiêu chí, trong cái quá trình, trong cái hành trình của một à, của một người tư vấn, các anh chị phải thể hiện đủ những cái cảm xúc này cho cái người khách hàng. Đầu tiên là thông minh sắc sảo. Thông minh sắc sảo nó sẽ đưa vào cho cái khách hàng cảm nhận rằng cái người tư vấn này là các anh chị, họ hiểu được sản phẩm của họ, à họ hiểu được cái người khách hàng, các anh chị. Và họ nắm tâm lý của người khách hàng thông qua cái câu chuyện của người, người khách hàng kể các anh chị à, và cái thông minh sắc sảo này à, được đánh vào cái chi tiết là cái chi tiết mà cái câu từ hay là cái quá trình mà các anh chị cảm nhận trong cái cái bài mà khách hàng chia sẻ cho mình ở oh, sorry trong cái quá trình tư vấn khách hàng mà trao đổi với các anh chị đó là thể hiện cái sự thông minh sắc sảo chứ đừng thể hiện cái sự ngu ngơ nhiều quá nha các anh chị thật ra cái lần đầu tiên mà các anh chị bán được hàng đó là phụ thuộc nhiều vào yếu tố may mắn hoặc là cái người khách hàng họ ủng hộ các anh chị họ ủng hộ mình nha các anh chị họ ủng hộ vì cái mối quan hệ của mình vì mình là bạn bè hay là mình là người trong gia đình hay là cái yếu tố nhiệt tình của mình các anh chị nhưng mà càng về sau á các anh chị càng muốn giữ chân cái người khách hàng hoặc là muốn khai thác thêm thị trường mình phải có cái yếu tố thông minh sắc sảo này các anh chị đó là cái phần để ý những từ những cái chi tiết nhỏ trong cái bài nói chuyện trong cái sự chia sẻ của cái người khách hàng của mình và cái tiêu chí thứ hai cái gì đó là lại là tiêu chí nhiệt tình cái gì lại là tiêu chí nhiệt tình cái gì và đừng bao giờ quên cái sự nhiệt tình của mình dành cho cái người khách hàng hay bất kỳ một cái mối quan hệ nào hết cái gì đừng quên cái sự nhiệt tình này cái gì à, trong cái khoảng thời gian vừa qua à, cách đây một tháng đó, là tất cả các anh chị mentor một sau ấp của Ruby à, của cộng đồng STC là được rugby à, cử một cái người thầy các anh chị được học là được gọi tên là đó là thầy Hiếu các anh chị và anh ấy là một trong những cái người đỉnh cao trong cái lĩnh vực bán hàng và anh ấy có chia sẻ một cái bí quyết là như thế này là các anh chị bất kể một cái mối quan hệ nào á bạn cũng phải thể hiện được cái sự nhiệt tình của bạn để người ta có thể tin tưởng bạn và người ta có thể ủng hộ bạn bất kỳ một cái hành trình nào của bạn hoặc là bạn kinh doanh một cái sản phẩm nào đó đó là cái yếu tố nhiệt tình cái gì và cái yếu tố nhiệt tình này là cái yếu tố mà có thể giúp bạn chạm được trái tim của cái người khách hàng hay là cái mối quan hệ mà bạn đang muốn xây dựng cái gì sự nhiệt tình đó cái gì ha các anh chị có muốn ai đến với mình bằng một cái sự hờ hợt lãnh đạm hay là họ không để tâm đến cái mối quan hệ không cái gì chắc chắn là không rồi cái gì thì cái người khách hàng cũng như vậy mình cũng giống như người khách hàng và người khách hàng cũng giống như mình thôi các anh chị và cái yếu tố thứ ba đó là yếu tố chuyên gia thì yếu tố chuyên gia này mình vận dụng ít thôi mọi người cái yếu tố chuyên gia này thường là chúng ta sẽ vận dụng nhiều trong cái quá trình chăm sóc khách hàng trong cái quá trình mà dùng kiến thức dùng cái kiến thức cái kỹ năng của mình để chăm sóc khách hàng cái gì để chia sẻ những cái bí quyết cho khách hàng và cái yếu tố thứ tư anh gì đó là quan tâm đến lợi ích của người khách hàng vậy thì xuyên suốt trong cái quá trình bán hàng của bạn bạn thể hiện được bốn cái tiêu chí này thì nó sẽ giúp cho bạn nha đỡ phải đi vào cái việc mà xử lý từ chối nhiều hơn ha các anh chị ha. Ok các anh chị. À, và tiếp theo các anh chị, à, một cái mẹo, một cái mẹo khi mà giúp cho các anh chị chốt sale tốt hơn ha, các anh chị. Đó là các anh chị phải tìm được cái ngưỡng mua hàng của cái người khách hàng của mình. Cái ngưỡng mua hàng này nè các anh chị. Cái ngưỡng mua hàng này á là một trong những cái ngưỡng hay được gọi là cái rào cản mà cái người khách hàng họ sẽ từ chối cái sản phẩm của mình. Ví dụ như những người mà họ không có thích mua hàng trên online thì đó là cái rào cản cái gì? Vậy thì tâm tâm lý của họ đã đã từng gặp một cái cái trường hợp nào đó, cái trường hợp nào đó mà họ mua hàng á cái gì? Họ gặp ngay cái hàng giả hay là cái hàng không đúng chất lượng thì được gọi là cái ngưỡng mua hàng của họ. Trong quá khứ của một người khách hàng họ đã từng ví dụ như họ mua một cái sản phẩm nào đó sử dụng về chức năng về 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 điều trị điều trị nám trên làn da đi à, nhưng mà họ lại không có hết về cái quá trình và điều trị không có hết cái vết nám đó thì cái ngưỡng mua hàng của bạn của cái người đó là các anh chị phải giúp cho họ bước qua được cái cảm xúc là cái sản phẩm trước là không hiệu quả vậy thì cái ngưỡng mua hàng á, đó là cái cách mà chúng ta có thể bẻ công cái suy luận lầm tưởng của người khách hàng vì con người hay có một cái cảm xúc là đánh đồng cái gì đánh đồng cái gì <laughs> đánh đồng giống như là mình bán hàng online mà trước đó họ mua ba mua họ mua hàng online họ không có được một cái trải nghiệm tốt thì họ cũng đánh đồng là mình bán hàng online là như vậy luôn cái gì à hoặc là họ đánh đồng với một cái sản phẩm sức khỏe nào đó mà họ trải nghiệm chưa tốt không có hiệu quả thì họ cũng đánh đồng về cái sản phẩm của mình luôn thì đó là cái ngưỡng mua hàng của cái người khách hàng của bạn việc của bạn là phải giải được cái ngưỡng mua hàng này việc của bạn là phải giúp cái người khách hàng bước qua cái ngưỡng mua hàng này vậy thì cái bước giúp cho người khách hàng mà bước qua cái ngưỡng mua hàng này á đúng chính xác nó là trò chơi của tâm lý luôn các anh chị trò chơi chiến thắng của cảm xúc và các anh chị phải dùng lý trí của các anh chị để giúp cho khách hàng bước qua cái cảm xúc lo sợ của cái người khách hàng ha các anh chị ha được gọi là cái ngưỡng mua hàng và trong cái câu chuyện mà các anh chị trao đổi với người khách hàng á, là các anh chị phải nắm được cái ngưỡng mua hàng của người này là ở đâu à người người này đang có cái quá khứ mua hàng như thế nào? Họ có những cái nỗi lo gì? À hay là họ lo về cái giá về sản phẩm thì giá sản phẩm được gọi là ngưỡng mua hàng. Việc của các anh chị là phải bẻ công cái suy luận lầm tưởng là giá cao dành cho người khách hàng các anh chị. Một tí tôi sẽ chia sẻ nó nó sẽ chi tiết hơn ha các anh chị ha. Ok cả nhà. Vậy thì chúng ta sẽ bước qua nè các anh chị. Đây là cái mô hình bán hàng đường thẳng. Cái hành trình bán hàng đường thẳng là chúng ta sẽ đi từ điểm A cho đến điểm B nhưng mà chưa có một cái hành trình bán hàng đường thẳng nào mà nó đi trên cái đường thẳng cái gì dù đây được gọi là mô hình bán hàng đường thẳng cái gì mô hình bán hàng đường thẳng đó là một cái mô hình ước mơ cái gì vậy thì việc của các anh chị á chúng ta sẽ có một cái đường thẳng để chúng ta giữ chân cái người khách hàng và các anh chị sẽ đi trên cái 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 giới hạn của cái nội dung là cái bài sale của các anh chị cái rip sale của các anh chị được gọi là cái nội dung và cái ngữ điệu của các anh chị đó là những câu từ mà các anh chị có thể chia sẻ với cái người khách hàng thông qua những cái ngữ điệu sau đây các anh chị vậy thì cái hành trình mua hàng của một người khách hàng hay là bán hàng của các anh chị chưa bao giờ nó nằm trong đường thẳng các anh chị có những người họ từ chối về chức năng của sản phẩm thì được gọi là từ chối về mặt nội dung các anh chị nhưng mà có những người họ từ chối bị và họ không tin tưởng về cái người tư vấn của mình thì được gọi là từ chối về cái phần ngữ điệu các anh chị ha cái này nó hơi nó hơi bị mô hình chút xíu nha các anh chị bây giờ tôi sẽ đi chi tiết nè các anh chị trong cái kịch bản bán hàng của mình trong cái bài bán hàng của mình nó sẽ có hai nguyên liệu chính một đó, đó là kịch bản bán hàng à, một cái sản phẩm nha các anh chị một cái sản phẩm mà các anh chị muốn dễ dàng bán một cái sản phẩm đó thì các anh chị phải có kịch bản của cái sản phẩm đó như cái sản phẩm xăm thì các anh chị có thể bắt đầu cái câu chuyện là à, nếu như muốn giải quyết giấc ngủ của mình thì bạn hãy quan tâm đến sản phẩm này đó là giải quyết về giấc ngủ các anh chị à, như cái sản phẩm về mỹ phẩm về điều trị nám thì các anh chị đi giải quyết về vấn đề là đặc trị nám À, điều trị nám trên làn da, nám đốm, nám mảng, nám gì đó các anh chị thì được gọi là cái kịch bản bán hàng của một cái sản phẩm nào đó. Và kịch bản này nó sẽ có những cái phần chi tiết sau đây. Đầu tiên đó là về phần chào hỏi. Cái chào hỏi này á các anh chị, cái phần chào hỏi này á là cái phần mà các anh chị có thể chào hỏi người lạ. Nhưng mà đối với người quen thì các anh chị có 30% hay được gọi là 4 giây đầu tiên để các anh chị tạo thiện cảm với cái người khách hàng của mình. Và phần này nha các anh chị dù nó chỉ có 4 giây thôi nhưng mà nó lại là yếu tố quyết định cho cái câu chuyện phía sau mình có được tiếp tục hay không cái gì và cái thứ hai được chiếm 40 đó là khai thác nhu cầu và khả năng tài chính của người khách hàng à, vậy thì cái phần thứ hai này nè thì đỉnh cao của cái người bán hàng đó, đó là cái cách mà các anh chị đặt câu hỏi à, và trong cái phần này yêu cầu cái người khách hàng phải nói nhiều hơn cái người bán hàng thì các anh chị sẽ thành công trong cái phần này chứ phần này không phải là mình nói nha cái mình 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 người bán hàng là người nói nhiều nha cái gì đó là người khách hàng cái gì bước qua 20 tiếp theo đó, đó, là cung cấp về giải pháp liệu trình và cái cách giải quyết vấn đề cho cái người khách hàng chỉ chiếm 20 thôi và 10 cuối cùng là xử lý từ chối à, Vậy thì cái cái phần mà các anh chị cái phần mà các anh chị thấy quan trọng nhất là xử lý từ chối đó, các anh chị nó lại là cái phần chiếm 10 chỉ có 10 trong 100 phần của cái kịch bản bán hàng thôi. Nếu như các anh chị tạo thiện cảm tốt với cái người khách hàng thì các anh chị sẽ chiếm được 30%, giải quyết được 30%. Các anh chị khai thác tốt về về nhu cầu của người khách hàng không thì các anh chị sẽ đi tiếp là 40% các anh chị. Và chia sẻ về thông tin về sản phẩm nó chỉ có 20% thôi. Vậy thì đây là cái kịch bản bán hàng các anh chị. Đây là cái kịch bản bán hàng. Vậy thì cái phần mà 30% và phần thiện cảm đầu tiên á nó có thể là thiện cảm từ hình ảnh ở trên profile của mình, từ cái tư duy của mình hay là từ từ cái cách mà các anh chị tiếp cận đến cái người khách hàng của mình. À, đó là cái cách mà tạo thiện cảm các chị ha. Vậy thì cái nguyên liệu thứ hai á trong cái quá trình hành trình bán hàng đó là cái ngữ điệu các anh chị, đó là cái ngữ điệu. Vậy thì nha các anh chị, nguyên liệu trong hành trình bán hàng chỉ có 20% là tập trung vào phần kịch bản. À, và ai cũng phải chuẩn bị cho mình một cái kịch bản các chị không có kịch bản nào mà giống cái kịch bản nào hết các anh chị. Cái kịch bản là chẳng qua là là mình chào hỏi như sao, các anh chị sao bắt đầu cái câu từ nào. Các anh chị ở miền Bắc sẽ chào hỏi khác với các anh chị miền Trung và các anh chị miền Trung cũng tạo thiện cảm khác với những anh chị ở khu vực miền Nam. À, nó phụ thuộc vào chính mình đó các anh chị. Nó phụ thuộc vào cá nhân của mình, cái phong thái của mình hay là cái cách mà mình hay trao đổi giao tiếp hàng ngày đó các anh chị. Phụ thuộc vào cái thói quen của mình các anh chị. À, đó là cái kịch bản các anh chị. Và cái ngữ điệu đó, cái ngữ điệu thì mỗi người nó cũng khác nhau nhưng mà nó sẽ có những cái tiêu chí chung sau đây nè các anh chị à, đây là cái quy trình bán hàng ha, các anh chị ha vậy thì tôi đưa ra cho các anh chị cái hình này thì các anh chị có thể thấy rằng cái phần thiện cảm đầu tiên và cái phần khai thác thông tin nó lại là chiếm cái tỷ trọng trong cái bài bán hàng của mình chứ không phải là cái phần mà nói nhiều về sản phẩm chứ không phải là cái phần nhiều về phần xử lý từ chối nha các anh chị chúng ta sẽ đi một cái bài bán hàng như thế nào để các anh chị nhẹ cái phần xử lý từ chối nhất nhưng mà trong cái dung ngày hôm nay là Ti vẫn chia sẻ về cái phần xử lý từ chối là như thế nào các anh chị đây cả nhà chúng ta sẽ có những cái kỹ thuật sau đây những điều mà cần lưu ý trong cái quá trình bán hàng mà các anh chị muốn luyện được cái bí kíp bán hàng đường thẳng các anh chị cái phần đầu tiên là phần ngữ điệu các anh chị cái ngữ điệu nó lại chiếm số đông nha chiếm cái phần lớn trong cái hành trình bán hàng của mình cái đầu tiên là cái ngữ điệu khang hiếm các anh chị cái khang hiếm này nè nó sẽ khơi gợi cái người khách hàng á, họ tạo cái cảm xúc là muốn sở hữu cái sản phẩm này hơn các anh chị đến một cái shop á, bây giờ cái người tư vấn tư vấn cái áo này cho ti đi và cái người tư vấn nói rằng á, là chị ơi cái đợt thiết kế này á, là chỉ ra 10 cái áo như vậy thôi à thì ti có một cái cảm xúc là à trong một cái, cái 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 đợt hàng á, là họ về rất là nhiều hàng họ có về có thể là một ngàn sản phẩm nhưng mà chỉ có 10 cái áo này thôi mà nó làm cho mình khơi gợi cho cái người khách hàng một cái cảm xúc là muốn sở hữu cái sản phẩm này hay là các anh chị nói là trong cái chương trình khuyến mãi này á, là mình chỉ có là 100 suất thôi và hiện tại thì đã có 90 suất bán đi rồi trong 10 phút đầu tiên rồi đó là cái cách mà chúng ta tạo ra cái sự khan hiếm cái gì tạo ra cái sự khan hiếm hoặc là anh chị đang trong cái giờ vàng đang trong cái giờ vàng mua hàng mà mua một mà được tặng thêm một cái sản phẩm symbol nhỏ nào đó. Thì đó là cách mà các anh chị tạo được cái sự khan hiếm. Chứ các anh chị đừng nói như thế này nè, các anh chị đừng nói là à, mình thấy mình nhiệt tình quá các anh chị, nhiệt tình ở chỗ là cho hàng nhiều lắm, đặt khi nào cũng có hết, đặt khi nào cũng có hết. À, các anh chị biết cái cảm xúc này là cái cảm xúc là à, luôn luôn có người chờ đợi mình đó các anh chị. Đôi khi là không có trân trọng các anh chị luôn luôn có hàng chờ đợi mình nên là không có khơi gợi được cái cảm xúc mà mình muốn sở hữu cái sản phẩm này ha các chị ha vậy thì cái ngữ điệu khan hiếm á, nó sẽ thúc đẩy cái người mua hàng có một cái cảm xúc là muốn sở hữu cái sản phẩm này càng nhanh càng tốt các anh chị và trong cái sản phẩm mà các anh chị muốn truyền tải đến người khách hàng các anh chị phải có cái yếu tố khan hiếm này các anh chị chỉ duy nhất ngày hôm nay chỉ duy nhất lô hàng trong tháng này và chỉ có đợt khuyến mãi này chỉ có số lượng là khoảng tầm bao nhiêu thôi à, nếu các anh chị nghe như vậy các anh chị là muốn sở hữu cái sản phẩm này liền không các anh chị muốn sở hữu sản phẩm này liền không còn các anh chị nghe cái câu rằng là muốn mua khi nào thì nhắn tin cho em lúc nào hàng cũng có à, lúc đó là các anh chị không có muốn là ra quyết định ngay cái thời khắc đó đâu Đó là trong cái việc bán hàng bằng đường thẳng á các anh chị là làm cho khách hàng ra quyết định trong cái lần đầu tiên mà họ nghe tư vấn về sản phẩm luôn đó là cái yếu tố khan hiếm các anh chị cái ngữ điệu khan hiếm cái gì mình sẽ vận dụng trong cái quá trình là mình chốt đơn mình chốt đơn hoặc là mình chốt khuyến mãi và những cái người khách hàng mà kể cả là ti chăm sóc lại khách hàng cũ nha ti không bao giờ bán lại một sản phẩm đó cái gì và ti luôn luôn nói với người khách hàng như thế này nè chị chị phải phải dự phòng chị lấy một cái lọ mà dưỡng á chị phải dự phòng thêm một cái lọ nữa để phòng hờ mà hàng mà mình khó về chị là mình không có đâu tại vì bây giờ trải qua những cái giai đoạn dịch bệnh rồi á thì hàng hóa lưu thông nó cũng khó lắm dù là mở cửa rồi nhưng mà nó cũng khó cái gì phòng cái trường hợp hết hàng nha chị bây giờ là mình chỉ còn có số lượng ít thôi đó chị chứ không nhiều đâu em cập nhật kho và chị ấy luôn luôn đã quyết định là lấy hai lọ lấy hai lọ dù là sản phẩm còn nhiều cái gì cái này mình không phải là mình mình nói dối người khách hàng nha cái gì đừng có mang cái cảm xúc là mình nói dối người khách hàng nha mình chỉ mong muốn là cái người khách hàng họ liên tuần cái liệu trình thôi cái gì các anh chị có biết là cái cảm xúc mà khi mà họ cần hàng mà họ không có hàng để dùng đó, các cái gì thì họ sẽ sẽ quay sang hỏi cách mình đó, các cái gì nên là mình phải biết là đây là cái ngữ điệu và đây là cái cách tư vấn và đây là cái cách chốt đó. nó sẽ giúp cho cái người khách hàng họ duy trì cái cách dùng của họ cái cái sử dụng sản phẩm của họ một cách thường xuyên và cũng giúp cho các anh chị nha cũng giúp cho cái quá trình mà chăm sóc của các anh chị nó sẽ nhẹ nhàng hơn các anh chị sẽ đỡ rơi vào cái tình trạng là khách hàng muốn sử dụng sản phẩm đó mà không có các anh chị đó là cái ngữ điệu khan hiếm cái gì và cái ngữ điệu thứ hai đó là cái ngữ điệu chắc chắn và cái ngữ điệu chắc chắn này nè nó các anh chị sẽ vận dụng nhiều trong cái quá trình mà các anh chị chốt sale và cái người khách hàng từ chối hoặc là hỏi lại các anh chị đôi khi các anh chị tư vấn một cái sản phẩm nào đó khách hàng rất là an tâm khách hàng rất là muốn sử dụng rồi nhưng mà họ lo sợ cái gì thì họ sẽ quay sang họ nói hỏi các anh chị một cái câu hỏi như thế này dùng có thật sự hiệu quả không em có nghĩa là họ quay sang họ hỏi các anh chị một cái câu hỏi nó rất là thân thương, nó cần một cái sự tư vấn của mình đó các anh chị. nhưng mà cái cách trả lời của các anh chị nha, cái ngữ điệu của các anh chị nó không chắc chắn, đó. nó ẩm à hoặc là nó có một cái sự thói lui hoặc nó không dứt khoát các anh chị, thì nó làm cho cái người khách hàng cảm xúc và bị tụt cảm xúc đó. và họ sẽ dừng lại cái việc mà họ muốn sở hữu cái sản phẩm của các anh chị vì họ chưa tin tưởng các anh chị. vậy thì cái yếu tố mà trả lời của các anh chị đó, nó phải thể hiện được một cái ngữ điệu chắc như là đinh đóng cột vậy các anh chị cái này dùng hiệu quả không em em chắc chắn với chị là nó sẽ hiệu quả chị à, với cái vấn đề của chị chị ví dụ sử dụng là 3 ngày 5 ngày 7 ngày hay hai tuần gì đó với cái liệu trình mỗi một cái sản phẩm mà các anh chị sử dụng nha hoặc là cái cái máy rửa chén này rửa sạch không em em chắc chắn với chị sạch mà bon kinh kích luôn á chị sạch đến mức độ mà còn diệt vi khuẩn đó chị đó là cái việc mà chắc chắn của các anh chị còn khách hàng mà hỏi các chị mà các anh chị nè ờ thì thì em chắc chắn là nó sẽ sạch máy máy rửa thì chắc chắn là sạch hơn người rồi chị có nghĩa là cái câu này các anh chị cái ngữ điệu và cái cách chia sẻ này nó làm cho cái người khách hàng họ mang một cái cảm xúc đó, các anh chị nha họ mang một cái cảm xúc đó, họ chưa đủ tin tưởng họ chưa đủ tin tưởng cái sản phẩm này vì cái người tư vấn họ có một cái cách là họ thối lui cái gì họ thối lui họ chần chừ nên là họ không tin tưởng để ra quyết định cái gì vậy thì trong những lúc chốt sale của các anh chị trong những lúc mà khách hàng hỏi lại các anh chị các anh chị có đưa ra được cái ngữ điều chắc chắn này hay chưa hay những lần mà mình 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 bán hàng thất bại cái gì đó là những lần mà mình không dám chắc chắn và không dám cam kết với người khách hàng các anh chị cái giá trị cam kết nó hay lắm nha các anh chị nha cái giá trị cam kết nó làm cho cái người nghe họ tự tin hơn là họ mua hàng với mình bây giờ các anh chị đi ra đường các anh chị không biết đường các anh chị gặp một người lạ mà các anh chị hỏi đường đi nhưng mà cái người đó là hỏi trả lời cái gì là à, thì em thì bây giờ là em cũng không biết nữa chắc là chị đi đến tay cái ngã tư chị để trái em nhớ là cái địa điểm của chị hỏi là nó nằm bên bên tay trái chị đến ngã tư chị đã trái rồi sau rồi chị tính tiếp đó là tự nhiên là mình nghe cái cảm xúc như vậy là mình không muốn đi con đường đó luôn và mình sẽ tì... việc của mình là sẽ làm như thế nào cái gì mình tìm cái người thứ hai để mình hỏi cái gì nhưng mà khi mà cái gì chỉ đường cái gì vậy như thế này Bây giờ em đi đến ngã tư. Cái ngã tư đầu tiên rẽ trái. Rồi em rẽ trái em chạy cỡ 300 mét. Mà em gặp cái nhà màu xanh bên tay trái á. Thì em đi vào cái con hẻm trong cái nhà màu xanh đó. Kế bên cái nhà màu xanh đó. Thì em sẽ gặp được cái địa điểm mà em em muốn tìm. Các anh chị nghe cái cái cấp chỉ đường như vậy. Các anh chị nghe chắc không? Và các anh chị có thể hỏi lại. Anh anh có anh có chắc chắn là cái địa điểm em tìm là trong đó không? Anh chắc chắn với em. Tại vì chỗ này anh đi rồi. À, em chắc chắn với chị. Tại vì cái này em trải nghiệm rồi em chắc chắn với chị khách hàng của em dùng hiệu quả nhiều lắm đó là cái khả năng chắc chắn và cam kết chốt xe của các anh chị á. thay vì khách hàng chưa tin tưởng thì các anh chị chỉ cần có một cái ngữ điệu chắc chắn thôi thì họ an tâm rất là nhiều các anh chị à và cái ngữ điệu thứ ba nè cái ngữ điệu thứ ba là cái ngữ điệu mà cái, cái ngữ điệu đồng cảm các anh chị và cái ngữ điệu này các anh chị sẽ sử dụng nhiều trong cái yếu tố đó là các anh chị à, xử lý từ chối của người khách hàng nha còn cái chắc chắn á, là cái yếu tố mà các anh chị cái trường hợp mà các anh chị cam kết với người khách hàng à còn cái đồng cảm á, là khi khách hàng đã xảy ra từ chối rồi họ đã từ chối mình rồi thì các anh chị sẽ dùng cái ngữ điệu này vậy thì cái ngữ điệu đồng cảm á, là để mà các anh chị đồng cảm được á, thì các anh chị phải có mặt trong cái câu chuyện của người khách hàng kể chứ đừng bao giờ bắt đầu bắt đầu một cái mối quan hệ với người khách hàng bắt đầu cái bài bán hàng của mình và mình chỉ tập trung mình thôi các anh chị các anh chị mà chỉ tập trung mình thôi á, thì các anh chị sẽ không nghe được không nghe được cái câu chuyện của người khách hàng là chia sẻ như thế nào bây giờ họ chia sẻ là họ có chia sẻ trước đó là bây giờ là con chị là đang trong cái giai đoạn nhập học nên là chị không có nhiều tiền để chị mua cái này chắc là chị hẹn em đợt sau à, đó là nếu mà các anh chị các anh chị không nghe cái câu chuyện trước đó là đây là mùa tụ trường con chị phải đi học phải tốn nhiều rất là nhiều chi phí thì làm sao các anh chị có thể đồng cảm được các anh chị vậy thì đồng cảm là đồng cảm với cái nỗi đau đồng cảm với cái khó khăn đồng cảm với cái rào cản của cái người khách hàng chứ đừng bao giờ đối đầu với cái sự từ chối của họ trời gì mà không tiền chị cái lọ này có bao nhiêu đâu mà không tiền chị đó là cái cách xử lý rất là vô duyên luôn á và không có không có một cái gì đồng cảm hết mà cái người khách hàng mà họ nghe cái gì xử lý như vậy họ nghe mình lỡ lời nói như vậy á cái gì thì cái người khách hàng có cảm xúc rằng là, là thôi cái bạn bán hàng này chẳng có tâm gì hết bạn bán hàng này chẳng có hiểu người khác gì hết chẳng có đặt mình vào vị trí người khác gì hết các anh chị có à, muốn các anh chị sẽ gặp những người bán hàng như vậy không? Thì cái người khách hàng cũng cũng như vậy các anh chị. Họ cũng mong muốn là gặp được một cái người khách hàng có thể đồng cảm được trong cái câu chuyện, trong cái khó khăn của họ. Vậy thì cái ngữ điệu đồng cảm á nó sẽ giúp cho các anh chị nha. Nó sẽ giúp cho các anh chị nó vượt qua cái sự từ chối một cách nó rất là nhẹ nhàng. Vì các anh chị hiểu được cái người khách hàng của mình, đứng vị trí của một người khách hàng của mình các anh chị. À và một tí thì sẽ sẽ có cái kỹ thuật về đồng cảm thì chia sẻ cho mọi người. Bước qua cái phần thứ hai trong cái nguyên liệu bán hàng đường thẳng đó, đó là 3 điểm 10 các anh Và 3 điểm 10 này nè, các anh chị thể hiện xuyên suốt trong cái quá trình mà mình chia sẻ về sản phẩm. À, vậy thì 3 điểm 10 chúng ta sẽ tập trung vào 3 điểm 10 nào? Điểm 10 đầu tiên đó là về sản phẩm. Các anh chị cho sản phẩm của mình là bao nhiêu điểm các anh chị? Các anh chị hiểu về sản phẩm của mình đến mức độ nào? Các anh chị đã cảm nhận cái sản phẩm mình và các anh chị đã đủ tự tin để các anh chị chính là một người khách hàng tiêu dùng về sản phẩm này và cảm nhận về hiệu quả và các anh chị đi chia sẻ hay chưa đó là về yếu tố về sản phẩm các anh chị các anh chị hiểu về kỹ thuật về sản phẩm các anh chị hiểu về nguyên liệu sản phẩm các anh chị hiểu về à, à, sử dụng sản phẩm có những cái hiệu quả như thế nào các anh chị đã trải nghiệm sản phẩm chưa à và cái điểm 10 thứ hai đó là điểm 10 về công ty điểm 10 về thương hiệu điểm 10 về dịch vụ các anh chị à, bên thương hiệu của bạn là xuất phát từ đâu có bao nhiêu năm rồi đang sử dụng công nghệ gì À, đang có những cái, cái 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 sứ mệnh gì để mang về cho người khách hàng anh à, chị hiểu được cái này chưa và cái điểm 10 thứ ba cái gì cái điểm 10 thứ ba đó là một cái điểm 10 được gọi là cái điểm mà tử huyệt luôn cái gì Tại vì nhiều người á rất là tập trung vào sản phẩm và công ty nhưng mà lại bỏ quên một cái điểm mười thứ ba đó là cái điểm 10 về bản thân của người tư vấn và chính bản thân của người tư vấn phải khơi gợi được cái sự tự tin nha khơi gợi được cái sự tự tin cho cái người khách hàng của mình thì họ mới đủ tin cái người tư vấn này mà họ ra quyết định mua hàng cái gì đó khi chúng ta gắn ghép vào là sản phẩm chưa ok hoặc là thương hiệu công ty chưa lớn nên là khách hàng chưa mua cái gì nhưng mà bạn hãy nhìn lại là bản thân của bạn đã khơi gợi được cho người khách hàng đủ tin tưởng về bạn chưa à bạn có cho cái người khách hàng một cái cảm xúc rằng đây là cái sản phẩm thật sự chất lượng chưa bạn đã chia sẻ được cái câu chuyện trải nghiệm về sản phẩm này chưa À, vì khách hàng bây giờ họ mua hàng cái gì họ không phải mua hàng qua tính năng mà họ mua hàng thông qua một cái sự trải nghiệm của một ai đó ai chia sẻ cái sự trải nghiệm của mình tốt thì họ sẽ được người được người khách hàng tin tưởng và ra quyết định mua hàng và ủng hộ họ các anh chị. cái gì vậy thì yếu tố bản thân á nó được thể hiện rất là nhiều khía cạnh về cách nói chuyện của các anh chị thông thái của các anh chị tư duy của các anh chị cái cách mà các anh chị làm cái rồ file cá nhân của mình hoặc là tư vấn qua điện thoại hay là tư vấn trực tiếp và cái phong thái này, cái cảm xúc này, cái người khách hàng dù ở xa cỡ nào hoặc là chưa gặp trực tiếp của các anh chị, họ chỉ đọc qua, thông qua những cái nội dung bài viết thôi. Nhưng mà họ vẫn cảm nhận được cái khía cạnh này ha các anh chị ha. Để tạo được cái sự tin tưởng để họ ra quyết định đó các anh chị. Vậy thì trong cái phần số 3 này là cái phần mà kỹ thuật. Và cái kỹ thuật này được gọi là cái kỹ thuật vòng lặp và xử lý từ chối nè các anh chị. Và nó nằm ở phần số 3 nha. Và tuy yêu cầu các anh chị hãy làm tốt cái phần số 1 và cái phần số 2 nếu như mà các anh chị cảm có một ngày mà các anh chị cảm thấy rất là chán bởi vì nhiều người đồng ý mua hàng mình quá thì các anh chị cứ làm hờ hờ cái phần số 1 và phần số 2 thôi để các anh chị đi vào cái phần số 3 là các anh chị đi vào cái phần xử lý từ chối các anh chị nếu như một ngày mà các anh chị chán các gì và vậy thì cái phần số 3 là cái phần mà các anh chị sẽ xử lý từ chối là cái gì cái cách mà các anh chị xử lý từ chối vì việc đầu tiên mà các anh chị bắt đầu đi xử lý từ chối thì trước đó các anh chị phải đồng cảm với cái người khách hàng của mình. Bây giờ cái người khách hàng của mình đó, họ nói sản phẩm của mình là giá cao, thì các anh chị phải có sự đồng cảm với họ. Tại sao mà họ cảm thấy cao đối với họ các anh chị? Tại sao và các họ lại cảm thấy cao với, đối với họ các anh chị? Và cái có thể là à, tài chính của họ là đang có rất là nhiều nỗi lo, hoặc là họ đang làm ăn hỏng đường, hay là công việc có trục chặt gì đó, hay là con cái của họ là phải học thêm, học bớt, học chính ở trường gì đó nên là tốn rất nhiều chi phí nên là họ không có tiền để họ mua cái sản phẩm này thì cái việc đồng cảm của các anh chị là em hiểu là cuộc sống của chị là có rất nhiều nỗi lo hoặc là em có thể hiểu được á, là hiện tại là chị phải chăm con là phải chi tiết rất là nhiều nhưng mà chị có chị có thể biết được rằng là nếu là bản thân của chị khỏe hơn hoặc là da của chị đẹp hơn chị có thể tự tin hơn và chị có thể đi kiếm tiền được nhiều hơn để chăm sóc cho gia đình vậy thì trước đó nha các anh chị trước đó là một cái câu đồng cảm mà các anh chị đồng cảm vào cái hoàn cảnh của cái người khách hàng và sau khi mà các anh chị đồng cảm rồi á, thì các anh chị đừng tập trung về tiền và đừng tập trung về giá sản phẩm nữa mà hãy tập trung về cái hiệu quả sử dụng sản phẩm cái người khách hàng mà từ chối các anh chị á, là hiện tại mà anh chị không có tiền sau khi mà họ nghe hết cái bài sản phẩm của các anh chị á, là biết là họ muốn mua rồi các anh chị nhưng mà họ có những cái khó khăn riêng của họ vậy thì việc của các anh chị á, là đừng tập trung vào cái khó khăn đó đừng tập trung vào cái nguyên nhân từ chối đó mà hãy tập trung vào hiệu quả sử dụng sản phẩm hãy tập trung chia sẻ về trải nghiệm và hãy tập trung vào một cái bức tranh ở tương lai để cái người khách hàng có thể thấy được họ ở bức tranh tương lai được khỏe hơn được đẹp hơn hoặc là cuộc sống được chất lượng hơn cái gì đó là cách xử lý từ chối cái gì đó là cách xử lý từ chối đừng tập trung vào giá đừng tập trung vào tính năng và sản phẩm mà hãy tập trung vào hiệu quả sản phẩm truyền tải câu chuyện về sử dụng sản phẩm của cộng đồng, của những người khách hàng, của chính các anh chị. Đó là cách xử lý từ chối một cách đẹp nhất mà không đưa vào người khách hàng phải đứng vào cái vị trí là phải nhìn vào cái vấn đề của họ nữa các anh chị. Bản thân người khách hàng hay người bán hàng đều có những vấn đề riêng. Nhưng mà quan trọng ở chỗ nha các anh chị. Quan trọng ở chỗ á, mà các anh chị cho người khách hàng thấy được rằng cái hiệu quả sử dụng sản phẩm ở trong tương lai, cái sự trải nghiệm của họ nâng cấp cuộc sống của họ trong tương lai thì người khách hàng rất là dễ dàng họ ra quyết định, họ quyết định họ mua hàng vì hiệu quả sử dụng chứ không phải là vì sản phẩm ngay thời điểm hiện tại, hay không phải là vì giá sản phẩm ngay thời điểm hiện tại các anh chị. Vậy thì cách tốt nhất là vẽ bức tranh ước mơ cho người khách hàng, cho người khách hàng thấy được chính bản thân mình sẽ cải thiện như thế nào ở trong tương lai nếu sử dụng sản phẩm này các anh chị Vậy thì cái kỹ thuật chốt sale của các anh chị Cái kỹ thuật xử lý từ chối của các anh chị Nó có một cái kỹ thuật đó, đó là giảm giá Hay là khuyến mãi đó, các anh chị Thì tôi khuyên nha Cái giảm giá và khuyến mãi là các anh chị nên sử dụng sau cùng Chứ các anh chị đừng có bao giờ mà mình sử dụng đầu tiên nha Giống như bây giờ các anh chị Khách hàng mà từ chối lần một Các anh chị nói là bây giờ đang có chương trình khuyến mãi Thật ra cái lần một của họ họ chưa đủ cảm xúc đâu Khách các anh chị xử lý từ chối Mà các anh chị xử lý tới lần ba rồi Các anh chị hãy đưa ra cái 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 chương trình mà khuyến mãi các anh chị đó là cái cách mà mình chốt sale sau cùng do là ngày xưa cái gì do ngày xưa tí bắt đầu kinh doanh cùng với lớp bi là chương trình khuyến mãi mình cũng phải tự ra tự nghĩ tự nghĩ và cái chi phí mà khuyến mãi á, là mình cũng phải tự bỏ ra cái gì nên là thường á, là giảm giá hay là khuyến mãi là ti sẽ sử dụng sau cùng hoặc là các gì giảm giá cho người khách hàng của mình thì các gì cũng phải dỗ sử dụng cái tuyệt chiêu này sau cùng cái gì tại vì mình giảm giá trước á, thì người ta nói cái hàng mình nó hàng oi hàng rẻ cái gì nên là giảm giá nó phải là giảm giá sau cùng vì là em rất là quý chị vì là em rất là quý anh vì là em rất là làm cảm muốn gửi lời cảm ơn đến anh nếu như mà anh sử dụng cái sản phẩm và ủng hộ em hoặc là em muốn gửi lời cảm ơn tri ân đến chị vì chị đã sử dụng sản phẩm em trước đó và bây giờ em muốn là gửi cái phần khuyến mãi này dành cho chị à, đó là phần giảm giá mình sử dụng sau cùng hay cái chị ha vì trong cái bốn phần của chúng ta trong cái kỹ thuật bán hàng đường thẳng á, nó đi qua bốn phần là một phần ngữ điệu phần thứ hai là phần 3 điểm 10 các anh chị, 3 điểm 10 trong hành trình mà mình tư vấn. Phần thứ ba chúng ta chỉ có cái phần nhỏ là xử lý từ chối thôi. Và các anh chị hãy nghe cái lời khuyên của Ti nè. Mình hãy làm tốt cái phần ngữ điệu và cái phần 3 điểm 10. Thì cái hành trình mà từ chối, xử lý từ chối của các anh chị, nó rất là nhẹ các anh chị. Nó không có xảy ra nhiều để các anh chị xử lý từ chối. À, và việc của các anh chị phải thể hiện đúng cái thời khắc nào là ngữ điệu khan hiếm. Cái thời khắc nào mà mình sử dụng được cái ngữ điệu chắc chắn là cái ngữ điệu cam kết đồng hành đó các chị cái thời khắc nào là các anh chị sử dụng cái ngữ điệu đồng cảm là trong quá trình mình xử lý từ chối đó các anh chị và để các anh chị xử lý từ chối tốt hãy đứng vị trí của một người khách hàng thì các anh chị sẽ đứng các anh chị sẽ xử lý từ chối tốt chứ các anh chị đừng bao giờ đứng vị trí đối diện người khách hàng hay là đối đầu với người khách hàng các anh chị thì các anh chị sẽ đưa vào mình vào một cái thế các anh chị mình và một người và người khách hàng đưa vào một cái vị trí là mình phải đối kháng với nhau và mình đối kháng là mình phải tranh luận và cái tranh luận á không bao giờ đưa ra được một cái quyết định mua hàng một cách một cách chính xác đâu cái gì và nó cũng không giúp cho người khách hàng là mua hàng à, sử dụng dịch vụ của mình hoặc là mình sở hữu được người khách hàng đó cái gì mà một cái yếu tố cuối cùng á cái gì cái cách mà cái gì truyền tải cho sản phẩm cho người khách hàng đó, hoặc là quá trình mà cái gì xử lý từ chối mà cái gì muốn truyền tải người khách hàng đó, Là các cái chị biết nêu cảm xúc cho cái người khách hàng dù là sản phẩm có thể nha sản phẩm chưa có trước mặt các anh chị nhưng mà các anh chị phải cho người khách hàng thấy được rằng là họ đang thấy cái sản phẩm ở trước mặt của họ bằng việc là họ có thể nhìn được sản phẩm các anh chị, nhìn được sản phẩm các anh chị thông qua là các anh chị một cái hình ảnh hay là một cái sự diễn tả hay là các anh chị cho cái sản phẩm các anh chị có trước mặt thì các anh chị cho người khách hàng cảm nhận cái sản phẩm luôn là việc là nhìn các anh chị. Và cái thứ hai là nghe các anh chị, nghe câu chuyện về sản phẩm, nghe về hiệu quả sử dụng sản phẩm các anh chị. Và một cái cảm xúc thứ ba đó là trực tiếp và sờ sản phẩm các anh chị, à, đây là cách bán hàng nha các anh chị, phải cho khách hàng á là mắt thấy nè, tai nghe nè các anh chị, tai thì sờ các anh chị, còn việc cảm nhận về vị giác và khú giác luôn các anh chị, đó là cho khách hàng cảm nhận tất cả các giác quan về cái sản phẩm của mình chứ đừng ngồi nói không như các anh chị, nhiều anh chị á bán hàng á là chỉ nghe không các anh chị, và các anh chị đi thử đi vô thế giới di động đi cái gì chỉ có một ý định là cái gì mua cái Apple Watch, đi từng trải nghiệm rồi cái gì, tôi từng trải nghiệm rồi, tôi đi qua hai cửa hàng của một uh, hai cửa hàng nha cái gì, một cửa hàng của một cái một cái cửa hàng uh, một cái cửa hàng điện tử khác mà Ti quên tên rồi cái gì, tôi quên tên rồi và Ti vô đó cái gì, tôi nói với bạn đó là tôi có ý định là tôi muốn tìm hiểu Apple Watch và bạn đó chị nói là đây Apple Watch cho các chị thì tất cả các thiết bị ở trong cái trong cái cái, cái tiệm điện tử á, nó đều gắn một cái dây an toàn là còn cái dây nói đó các chị gắn vô trực tiếp ở cái bàn á. tại vì nó sợ cái trường hợp là lấy lấy cắt hoặc là à, mình 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 giật rồi mình bỏ đi á các chị vậy thì nó gắn vào một cái dây và cái đồng hồ á, nó cũng gắn vô một cái dây giống như một cái điện thoại gắn vô cái dây như thế này các chị và khi mà tiến tới bạn đó chị nó à, Apple Watch này chị nó có mấy loại như thế này và bạn đó đưa cho tay cầm trên tay như vậy thôi rồi xong rồi không có không có và chỉ nói về sản phẩm thôi và cái giờ đó là như tôi cảm nhận là gần cái giờ nghỉ trưa nên là bạn nó hơi lười lười ấy, cái gì và bạn đó chỉ nói và đơn giản vậy thôi và im lặng cho Ti đứng cầm cái Apple Watch tôi lắc qua lại và tôi coi tôi có biết tôi có biết sử dụng Apple Watch đâu các chị và Ti cũng chưa từng sử dụng Apple Watch mà trước đó tôi cũng chưa từng tìm hiểu gì luôn nên là Ti đến đó tôi chỉ cầm qua cầm lại thì nói ờ này chả có gì hay hết thấy giờ để xuống luôn và tý cảm ơn em và tý đi qua cái cửa hàng và em đi nói là thôi nếu mà có ý định mua thì đi tìm hiểu cho kỹ đi đi qua cửa hàng khác xem ta tư vấn sao thì tý đi qua thế giới di động cái gì và cái bạn tư vấn rất là nhiệt tình nha cái chị bản nhiệt tình đến mức độ là từ lúc mở cửa cho đến lúc là hỏi chị ơi chị muốn tham khảo cái gì em tư vấn cho chị cho và cũng ti cũng nói là ti muốn tham khảo Apple Watch và bạn ấy dẫn đến và bạn ấy là Apple Watch của em nó có mấy sai là chị sai này sai này nè chị và ti cứ cầm và xong rồi ti cầm nha các chị nha ti cầm trên tay bạn ấy bấm bạn ấy đưa tay và bạn ấy bấm cho ti trải nghiệm cái màn hình là như thế nào và bạn ấy chốt lại một câu như thế này nè các anh chị 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 mua Apple Watch là chị phải đeo thử chị phải đeo thử chị mới cảm nhận được dù là tôi thấy đeo thử thì nó cũng cảm nhận giống như là có nghĩa là cái lúc mà mình đeo thử thì cái đồng hồ mình nhìn trên tay hoặc cái đồng hồ mình đeo lên tay mình rồi thì nó cũng như vậy cái gì nhưng mà khi mà mình cho khách hàng cảm nhận đến việc là thực hiện chức năng của cái sản phẩm đó đồng hồ là phải đeo lên tay là đeo lên tay bắt đầu tiên đeo lên tay bắt đầu tiên mới có cảm xúc là ti đang muốn mua cái đồng hồ nó nó được mạnh mẽ hơn anh chị còn lúc đầu nó chỉ là ý định thôi vậy thì khách hàng các anh chị mà tư vấn mỹ phẩm á mà các anh chị chỉ nói không không á thì thay vì các anh chị nó không không á các anh chị đưa ra cảm xúc trải nghiệm sản phẩm như thế nào khách hàng trải nghiệm trực tiếp là như thế nào còn khách hàng trên online các anh chị ngày xưa nha tuy không có cơ hội tuy gặp trực tiếp khách hàng tại vì khách hàng ở xa và khách hàng ở xa các anh chị biết làm nhỉ tivi video con các anh chị hoặc là tivi quay video lại mỗi một cái lần khách hàng tư vấn là ti đều quay cái video mới lại các anh chị và ti quay là chị đây cái tinh chất của nó nó đang có cái màu này nè chị nó sền sệt như sữa chua như thế này và em tán ra nó có một cái ánh hồng này đây là cái bài bán hàng của tiền ngày xưa cái gì à, cách cho khách hàng cảm nhận dù là khách hàng ở xa nhưng mỗi một lần nha vẫn quay video trực tiếp cái gì vậy thì các anh chị nêu cảm xúc cho người khách hàng càng nhiều cái giác quan á, thì cái quyết định mua hàng và trải nghiệm sản phẩm á, của khách hàng nó càng lớn cái gì vì họ là một người sử dụng sản phẩm các anh chị cho họ một cái vị trí là một người sử dụng sản phẩm rồi chứ không phải là một người chỉ để nghe nữa cái gì Vậy thì có anh chị nào mà sai lầm mà cứ đi tư vấn khách hàng mà chỉ nói không cái anh chị? Chỉ nói không á thì các anh chị chỉ cho người khách hàng là chỉ khơi gợi được người khách hàng một cái giác quan thôi. Đó là cái lỗ tai thôi các anh chị, thính giác thôi các anh chị. Mắt họ chưa nhìn thấy nè các anh chị, vị giác họ chưa ngửi được và tay của họ chưa sờ được cái sản phẩm của mình thì làm sao mà tư vấn? Làm sao mà chốt sale các anh chị? Thì càng lúc thì càng bị từ chối thôi. Các anh chị có đồng ý với tin như vậy không các anh chị? Nếu như các anh chị đồng ý thì cái bài bán hàng của mình đó, mình phải làm lại cái gì đôi khi mình nghĩ như thế này là tốt cái gì nhưng mà có những người đó, họ luyện một cái kỹ năng nào đó nó tốt hơn một cái bí quyết nào đó nó đỉnh hơn cái gì và những cái bí quyết này là cái gì các gì chỉ cần luyện đúng những cái kỹ năng này thôi tất cả các sản phẩm cái gì đều có thể bán được vì có các anh chị khi mà bán một cái sản phẩm mới đó, là các anh chị chỉ cần học tính năng về sản phẩm thôi nhưng mà bản chất hình trình bán hàng nó cũng có những điều này thôi các anh chị ngữ điệu 3 điểm 10 kỹ thuật vòng lọc và nêu cảm xúc để chốt sale cái gì chỉ có bốn cái phần này thôi cứ đi quanh qua quảnh lại thôi cái gì ngày trước đó, là ti tư vấn cái sản phẩm này về tài chính đó cái gì và ti cũng tư vấn là cũng đúng những cái kỹ thuật này tạo cảm xúc đúng bốn cái cho bốn cái phần này cho cái người khách hàng và sau này mà ti tư vấn về sản phẩm về làm đẹp thì cũng sử dụng đúng bốn cái ô này thôi cái gì chứ không có cái gì khác hết ok cả nhà vậy thì đó là một cái bài viết bán hàng cái gì đó là một cái vòng lọc kỹ thuật để xử lý từ chối và cách mà các anh chị vẽ được cái bức tranh ước mơ của cái người khách hàng cái anh chị, Để cho họ thấy được là chính họ đang ở trong cái bức tranh đó Có thể là rất hầu như những anh chị sử dụng sản phẩm này Đều có cái hiệu quả này à, Và khi mà nghe cái câu đó các anh chị Đây là những cái câu từ khai quả các anh chị ha Câu từ khai quả Hầu như những người sử dụng sản phẩm đều có cái cảm nhận này Đều hiệu quả cái phần này Đây là câu từ khai quả các anh chị hoặc là sản phẩm nếu mà cái gì nói về giá. Cái gì dùng một cái từ này nè. Chỉ có. Chỉ có. hay vì khách hàng nói là giá mắc quá. Thì cái gì dùng một cái từ nói về giá. Sản phẩm này giá bao nhiêu em? Sản phẩm này giá nó chỉ có 530.000 thôi chị. À, mà chị sử dụng được một cái kèm một cái số tháng. Là bao nhiêu tháng nè cái gì? Ngày xưa Ti bán kem giống nắng 530.000 nha cái gì. Mà thị trường có những cái loại kem giống nắng chỉ có hai 300 Trăm mấy cũng có đó cái gì. Và Ti nói là cái gì? Chị ơi cái kem chống nắng này á nó chỉ có 530 000 thôi mà chị sử dụng được 4 tháng với cái tần suất khả năng chống nắng là SPF 50 cộng và khả năng chống được cái tia hồng ngoại nữa. Tia hồng ngoại á nếu như mà chị đứng nấu ăn á là cái hơi nóng của bếp nút á nó là một cái tia hồng ngoại, nó làm cho da của mình nó sẽ bị sạm đi. Có thể nó không bị nám nha, nhưng mà nó sẽ làm cho da mình bị sạm. Chị tiếp xúc với máy tính, chị tiếp xúc với điện thoại lâu, thì nó cũng làm cho da của chị nó bị mất sắc tố và nó bị sạm sắc tố và nó bị sạm đi cái gì đó là cái cách mà mình bán hàng chỉ giá chỉ có và bao gồm cái số tháng sử dụng và đi kèm với cái chuỗi hiệu quả nó như thế nào ok cả nhà vậy thì tí thấy là do là mình không có nhiều thời gian đó nó cái gì thật ra cái thời gian một tiếng đồng hồ nó không đủ để ti chia sẻ về cái nội dung về bán hàng đường thẳng hay là cái cách xử lý từ chối nhưng mà với cái phần chia sẻ của Ti vừa qua thì Ti nghĩ là nó đã hoàn thành về cơ bản rồi các anh chị. Về nội dung cơ bản rồi. Và để mà các anh chị luyện nâng cao thì các anh chị phải trải qua nhiều cái quá trình bán hàng. Thì các anh chị dễ dàng mình nâng lên cái kỹ năng của mình và mình luyện master về 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 cái khả năng mà mình tư vấn hay là cái khả năng về xử lý từ chối của mình các anh chị. À, và cái nội dung ngày hôm nay là đến đây ha các anh chị ha. Nhưng mà có một cái phần cuối cùng mà Ti muốn truyền tải với tất cả các anh chị đó là cái giá trị và các anh chị khi mà các anh chị chinh phục các anh chị chinh phục các anh chị chinh phục lại với cái, cái, những cái ca bán hàng những cái ca bán hàng khó các anh chị mình phải có một cái sự đam mê và mình phải đưa mình vô một cái thế khó các anh chị chỉ khi nào một cái thế khó nó mới cho các anh chị những cái kỹ năng mới thôi và chắc chắn những cái kỹ năng mới nó sẽ giúp cho các anh chị nha lên một cái cấp bậc mới lên một cái tầm cao mới trong cái lĩnh vực bán hàng của mình. Nó không riêng gì về việc là chỉ bán một vài đơn hàng, đọc chức năng sản phẩm, xong rồi cho thông tin và chốt đơn cái gì. Nếu như mà đặt cái lĩnh vực bán hàng nó chỉ dừng lại ở đó thì không cần phải đam mê cái gì. Nhưng khi mà các anh chị trưởng thành hơn trong cái lĩnh vực bán hàng, cái sự tự tin của các anh chị trong cuộc sống đó, nó được tốt hơn cái gì nó dày hơn nó có một cái bề dày hơn và cái sự tự tin của các anh chị trong cuộc sống nó sẽ giúp cho các anh chị có những cái vị thế nha mình định vị tốt với các anh chị mình sẽ có những cái vị thế để các anh chị làm bất kỳ một cái môi trường hay một cái lĩnh vực nào thì mình cũng có khơi gợi được cái sự tự tin đó để mình bắt đầu hay là mình đứng tốt trong những người làm xuất sắc nhất các anh chị và hãy cho mình cái cảm xúc đó nha mỗi một lần mà các anh chị đối diện với một cái ca từ chối thì các anh chị tự nhủ như thế này nè các anh chị đừng có than hỏi ôi là tại sao mà tôi chỉ gặp những cái người khách hàng khó hay tại sao tôi chỉ gặp cái sự từ chối hoài các gì chị. chị hãy tự các anh chị hãy tự nhủ rằng á là tôi vượt qua cái ca này thì tôi sẽ có những cái kỹ năng này và tôi không dùng kỹ năng này cho một người mà tôi dùng kỹ năng này cho cả một cái hệ thống khách hàng của tôi các anh chị. Bất kỳ một cái ca nào mà các anh chị gặp sau đó mà các anh chị gặp cái ca này lặp lại các gì các anh chị đều biết cách xử lý các anh chị. Nên các anh chị thấy giá trị của việc mà mình vượt qua cái cái khó mà mình vượt qua những cái thử thách hay là mình vượt qua từ chối không các anh chị? Nó vô cùng giá trị luôn các anh chị. Và một ngày nha, một ngày á các anh chị thấy được cái giá trị này thì các anh chị xử lý từ chối một cái nó rất là tuyệt vời. Và các anh chị trở thành một cái người đam mê trong cái lĩnh vực bán hàng. Và chỉ có những người nào mà khơi gợi được cái trái tim đam mê trong một cái công việc nào đó. Thì các anh chị mới có cơ hội nằm trong những người xuất sắc nhất thôi các anh chị. Thì chắc chắn với các anh chị luôn. Hãy khơi gợi được cái trái tim đam mê cái sự nhiệt quyết của mình đó cái gì cái tâm trí của mình cái trái tim của mình cái sự tập trung của mình thì các anh chị sẽ nằm trong những người mà có kết quả xuất sắc nhất cái gì à, thay vì cứ sợ thay vì cái né thì hãy đam mê đi cái gì ha Hãy cứ đam mê và hãy cứ giải khờ đi các anh chị rồi chúng ta sẽ rèn luyện được những cái kỹ năng tuyệt vời và chúng ta sẽ có được những cái kết quả tuyệt vời từ lĩnh vực bán hàng hay cái gì ok cả nhà thì à, nội dung ngày hôm nay thì cũng đến đây kết thúc rồi các anh chị à, Ti rất là cảm ơn ban tổ chức Cảm ơn chị Văn Tấm và anh Châu à, Đã à, có cơ hội đã Tạo cơ hội cho Ti để giao lưu cùng với mọi người à, Và chia sẻ về cái kỹ năng của mình các anh chị Và Ti mong rằng á, là tất cả các anh chị à, Mình sẽ rèn luyện được cái kỹ năng này Tốt hơn Ti các anh chị À, vì các anh chị sẽ có rất là nhiều cơ hội để các anh chị rèn luyện và một ngày nha các anh chị nếu như ai đó mà nói với ti như thế này nè các anh chị nếu như mà các anh chị nhìn các anh chị các anh chị thấy là mình không có nhiều kỹ năng mình không có nhiều kinh nghiệm mình cảm thấy là mình không có cơ hội để mình luyện trong cái lĩnh vực bán hàng thì các anh chị hãy nhìn câu chuyện từ ti các anh chị ti từng là một người nhân viên của một công ty bán hàng mà ti bị đuổi khỏi công ty luôn mọi người bởi vì mình làm tệ quá nhưng mà ti vẫn có ngày hôm nay bởi vì ti không bỏ cuộc bởi vì ti biết là tất cả các kỹ năng mình đều có thể rèn luyện được hết và tôi mong các anh chị cũng phải cho mình một cái cơ hội như vậy mà mình xứng đáng được nhận cơ hội đó các anh chị. Ok cả nhà, rất là cảm ơn tất cả các anh chị và Ti xin gửi mic lại cho ban tổ chức của mình nha cả nhà. <laughs> Ok, chắc là ban tổ chức đang hướng gì đó. Ok cả nhà thôi, bây giờ sân khách cũng như sân nhà ha các anh chị. À, thi đại diện ban tổ chức để mình kết thúc dung luôn nha cả nhà. À, và tất cả các anh chị mình có thể mở mic lên, mình gửi nhau một cái lời chào, một cái lời chúc đầu ngày các anh chị